một chiến đò. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ không cùng chung điểm đến. Tôi sẽ dừng lại một sân ga nào đó, miệng nơi đó là một nơi hoàn toàn xa lạ. Để gói kín cuộc đời trong tâm sự thương đau, chỉ có một người, không ai biết ai quen, không ai làm tôi khổ, và tôi cũng không gieo khổ cho không.
tôi cũng là người tình phi phu, nhưng không có người tình phụ nào mà bỏ rơi người mình yêu. Anh ra đi là để cho em có thời gian mà nhìn lại cuộc đời mà suy nghĩ. Chớ cuộc đời của anh đã chịu nhiều tâm bối, cứ đeo đằng bên mình như đằng mệt nghiệp cay. Cho dù hôm nay hay nhiều năm sau nữa, tôi vẫn yêu em yêu đến trọn đời. Đừng đợi